Hello, đây là đèn xanh đỏ. Mọi người, giờ lên đèn cho mọi người coi ha. Nè, đèn LED. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, tắt điện. Đây, một bên xanh, một bên đỏ ha. Đây là đèn hành trình tín hiệu dành cho tàu cano. Điện 12-24V luôn. Bên trong là đèn LED, bên ngoài là vỏ nhựa ABS. Kia chiếu sáng cực kỳ đẹp như mọi người thấy ở đây. Ok ha, mọi người có nhu cầu thì cứ đặt mua, link mô tả bên dưới.